Thưa quý vị, làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn có tổng diện tích 35,5 ha với 370 cơ sở sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ đã giải quyết việc làm cho hơn 4.000 lao động. Tuy nhiên, qua 6 năm hoạt động, làng nghề đã bộc lộ những bất cập, từ khó khăn của các cơ sở sản xuất đến vấn đề ô nhiễm môi trường. Người dân sinh sống bao quanh khu làng đá này đã phải chung sống suốt bao năm qua với ô nhiễm môi trường, từ ô nhiễm tiếng ồn đến bụi đá phát tán vào không khí. Dọc theo tuyến đường Văn Tân, Phạm Như Hiền, thuộc tổ 28, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, vào trưa hè mới thấy không khí trắng xóa bao trùm cả khu vực. Nhiều nhà không dám mở cửa vì bụi đá phát tán vào tận phòng khách, phòng bếp. Còn bụi, ok, bụi thì không nói nữa. Bụi là coi như là cửa đám cỏ ngà luôn, có đứa con nít mà cũng không mở cửa được. Bụi lẫn vô, còn nhà nó là lồn hơi lớp cửa. Ở ngoài là cửa gỗ mà ra cửa kính, còn cửa cứ đóng miết thôi. Mấy cái trời nó là cho bụi xuống, bọn tôi trưa không ngủ được. Cửa đáng chứ không đáng là cái đầu trưa như vậy là cái đầu bọt thúa luôn. Thứ nhất là bụi này, bụi rất là nhiều, dân chịu không nổi. Còn thứ hai nữa là tất cả những viên đó mà ví dụ sử dụng được hay không sử dụng là cứ sắp già trên cái khu dân cư cả. Đó, anh thấy đó, anh nhìn thấy rõ ràng rồi. Là tôi thấy rất là bức xúc, điều này rất là lao rồi. Cho nên tôi chưa thấy là lò nghề ổn định hoặc là gọi là lò nghề như thế nào, như thế này. Phải nói là khu công nghiệp anh, khu công nghiệp chứ không phải lò nghề đó. Lò nghề đó là người ta trưng bày sản phẩm để khách du lịch tham quan hoặc là làm những cái việc gì đó nhẹ nhẹ, đục đẽo gì chứ đơn giản thôi. Đó mới gọi là làng nghề chứ còn từ máy móc mà anh thấy đó bụi đồ kiểu nó mà làng nghề chứ khu công nghiệp chứ làng nghề chứ anh. Người dân cho biết không chỉ có bụi mà hàng ngày họ phải chịu đựng tiếng ồn phát ra từ các loại máy cưa, máy nghiền đá hỗn hợp cộng với xe chuyên dùng chở đá có tải trọng lớn ra vào thường xuyên mang theo lượng bột đá phế phẩm ra đường. Người dân bên ngoài tổ chức thu dọn nhưng vẫn không xuể. Cổng lùm mà ổng lùm nước ra ngoài đường á, cái đó khô rồi. Cái xe anh chạy qua xe cảo cái đường này đang chạy là ông bôi bọn tôi rửa hầu là ông bôi miết luôn, ông bôi đi qua một đoạn là ông bôi trắng chót luôn, cái là chiều bọn tôi rửa là thoáng mong bôi.